Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý khán giả, hiện nay rất nhiều gia đình sử dụng loại nước uống đóng bình từ nhiều hãng khác nhau. Cứ hết là gọi người đem đến giao. Đúng là như thế rất tiện trong thời buổi hiện nay, nhưng ẩn đằng sau đó là những hiểm họa mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường. Để hiểu rõ hơn về mối nguy này, mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Nước uống đóng bình đang rất phổ biến tại các đô thị lớn. Tin tưởng vào loại nước uống tinh khiết sẽ đảm bảo vệ sinh. Lâu nay, nhiều người dân đã có thói quen chuyển sang sử dụng hoàn toàn các loại nước đóng bình mà không hề lo lắng, băn khoăn về chất lượng của nó. Với giá thành chỉ từ 10 đến 15 ngàn đồng, người tiêu dùng đã có thể mua được một bình nước sạch 19 lít được quảng cáo sản xuất theo công nghệ Mỹ và Nhật, công nghệ tiên tiến nhất, lại còn được nhân viên giao hàng đến tận nơi. Nên chẳng mấy ai còn bận tâm đến chất lượng thực sự, cũng như bất cứ chỉ số nào in trên những bình nước. Chúng tôi nghĩ việc xem định lượng, quy chuẩn trên mỗi bình nước không mấy ai quan tâm là đúng. Bởi có xem thì có chắc là những chỉ số đó được kiểm nghiệm đúng là vậy hay không. Vì thế mà vấn đề vệ sinh của các loại nước uống đóng bình cũng đang được xã hội, ngành y tế và dư luận quan tâm nhiều. Các đợt thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất hầu hết cho thấy có sự lo ngại về nguồn nước sử dụng và vệ sinh của các thùng nước sau khi súc rửa không đảm bảo. Sau khi xem những hình ảnh sau đây, quý khán giả sẽ kinh hoàng về điều đó. Quy trình sản xuất nước đóng bình tại cơ sở này hết sức đơn giản. Những chiếc bình cũ sau khi được xóc rửa sơ sài sẽ được nhân viên dùng vòi bơm nước trực tiếp vào. Sau đó, người này chỉ việc đậy nắp và đẩy ra một góc nhà chờ xe chở đi bỏ mối. Vậy là mỗi ngày, chỉ với một nhân viên có thể sản xuất hàng trăm bình nước với tên thương hiệu Nhật Bản Vitaqua rồi tuôn ra thị trường tiêu thụ. Để tìm hiểu về công nghệ sản xuất nước đóng chai, đóng bình, chúng tôi đã tìm đến một cơ sở sản xuất kiêm đại lý cung cấp nước uống tinh khiết nằm khá sâu trong một con hẻm cụt tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Không biển hiệu quảng cáo, một căn nhà chật hẹp chừng vài chục mét vuông. Bên trong, những bình nước tinh khiết được chất đầy cổng ra vào và ngay trên nền đất. Ông chủ kiêm nhân viên giao hàng giới thiệu hệ thống súc lọc hiện đại với công nghệ ngoại nhập. Thế nhưng, hình ảnh mà máy quay chúng tôi ghi lại được thì hoàn toàn trái ngược. Đây chỉ là những cột bình inox màu trắng khá to, lại không có một thông số kỹ thuật nào. Dù tự gắn mác công nghệ hiện đại của nước ngoài, nhưng giá mỗi bình nước tinh khiết thì lại rẻ đến giật mình. Theo ghi nhận, mỗi ngày cơ sở sản xuất này cho ra lò hàng trăm bình nước tinh khiết phục vụ các thượng đế. Thưa quý vị, chính những loại nước đóng bình với nguồn gốc mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn được khoác lên mình nhãn hiệu nước tinh khiết làm mong móng gây nên nguy hiểm cho người sử dụng. Bằng mắt thường, chúng ta không thể nào thấy được những tạp chất, những vi sinh gây bệnh tồn tại trong nguồn nước chúng ta sử dụng. Và kết quả là sức khỏe của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nước đóng bình của chúng ta là chưa có hiệu quả. Bằng chứng là trong thời gian qua, hàng loạt các cái cơ sở nước đóng chai bị các cái cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khi mà kiểm tra phát hiện và công bố cái danh sách vi phạm hành chính trong cái hoạt động ở cơ sở đó, là phần đông khi kiểm tra giám sát thì chúng ta thấy là nó không đảm bảo cái vệ sinh an toàn và không đảm bảo theo cái thông tư số 16 của Bộ Y tế, và trong đó có nhiều cơ sở hoạt động nhỏ lẻ theo mùa vụ, cho nên đó là nhiều cái cơ quan quản lý nhà nước không phát hiện và xử lý hết được. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng nó cũng cần phải suy nghĩ trong cái thời gian tới, trong cái việc thực hiện đúng cái quy định pháp luật mà Bộ Y tế đã ban hành tại cái thông tư số. Theo quy định của Bộ Y tế, những cơ sở chế biến nước giải khát, trong đó có nước uống đóng bình, phải là quy trình khép kín. Người tham gia sản xuất vào khu vực sản xuất phải mặc trang phục riêng, phải rửa tay, không ăn uống, không hút thuốc. Đồng thời, phải tuyệt đối tránh xa các khu vực nghĩa trang, trại chăn nuôi, những khu vực xử lý nước thải, vì những nguồn nước ở đó có thể chứa các chất như arsen, chì và thủy ngân. Tuy nhiên, dường như những quy định trên đều không được cơ sở sản xuất nước uống này tuân thủ. Mặc kệ những nguy cơ tiềm ẩn, các cơ sở sản xuất nước tinh khiết như thế vẫn mọc lên ngày càng nhiều. Cơ quan chức năng thì vẫn còn loay hoay tìm giải pháp, còn người tiêu dùng thì vẫn hàng ngày bị đầu độc bởi những bình nước với nhãn mác là tinh khiết như thế này.
Vì thế, chỉ có thể dựa vào tên các thương hiệu nổi tiếng, uy tín và đáng tin cậy để chọn mua nước đóng bình. Nhưng cho dù các loại nước uống đảm bảo tiêu chuẩn và có uy tín, chúng ta cũng không nên lạm dụng. Bởi xét về mặt công nghệ, khi sản xuất thì các loại nước này đã qua xử lý tẩy trùng, diệt khuẩn. Quá trình này sẽ đồng thời loại bỏ các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như là canxi, sắt, nên uống lâu dài, cơ thể sẽ bị thiếu khoáng chất. Uống nước đun sôi để nguội vẫn là tốt nhất. Với nước đun sôi để nguội giúp cơ thể dễ hấp thu, tăng lượng hồng cầu của tế bào. Và chúng tôi hy vọng chúng ta hãy tự ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình và gia đình. Ngày nay không có chuyện gì là không thể.